ban quản lý núi Sơn quốc gia gia nghĩa đã cho tổ chức lễ hội cơm hộp hồ phấn khởi lễ hội có sự tham dự của các doanh nghiệp chuyên sản xuất cơm hộp nổi tiếng toàn đài loan trong suốt lễ hội sẽ cung cấp các loại cơm hộp phiên bản giới hạn bán cho du khách mỗi ngày bao gồm các loại cơm hộp kiểu Sơn hoài cổ cơm hộp kiểu nhật chính ô vuông và điều thú vị nhất là có một doanh nghiệp sản xuất cơm hộp đã làm ra một hộp cơm hộp bằng sắt khổng lồ, nặng 430 kg, nặng ký nhất Đài Loan, có thể cung cấp cho 350 người ăn. Bên trong đều là những loại thức ăn kinh điển nổi tiếng của vùng hồ phấn khởi, Phanxi Hu như thịt quay và đùi gà hầm. Người dân vô cùng phấn khích khi nhìn thấy hộp cơm hộp khổng lồ. Không gian ga xe lửa Alisơn được tái tạo lại thành quang cảnh các hàng quán bán cơm hộp trong sân ga những năm 1940-1950, cảm giác như được du ngoạn trên chuyến tàu về quá khứ. Lễ hội sẽ kéo dài từ nay cho tới hết ngày 15 tháng 4. Du khách có kế hoạch lên núi ngắm hoa anh đào, đừng quên thưởng thức cơm hộp đặc sắc của lễ hội.